Phong sẽ múc bánh trời của chú chị đợi đây với trên con số. Dạ, hôm nay có đám tang của cụ bà của chú chị rồi. Cây hòm Phước Vinh. Dạ. Dạ đây là mùng mền chiếu gối của bà nha cô chú chị mình. Dạ. Chở đem đi tới mộ luôn. Dạ. Xe chạy nhanh quá mình chạy mà không kịp cô chú chị mình ơi. Cái đoàn trại hợp Phước Vinh là thấy cũng đẹp, cô chú có mỗi xe là có hai lá cờ sau đuôi hai bên không? Wow, cái đẹp cái lá cờ, chỗ này chỗ dựng tre của chú chị, khá là đẹp. Wow, đang luôn. Đây là xe quan tài của cụ bà như cô chú chị. Toàn cảnh đám tang này của chú anh chị mình ơi. Trại hợp Phước Vinh. Dạ mới giờ để cái huyệt đây đằng lộng để cái quan tài đang để thầy tụng kinh hạ huyệt như của chú chị ha. Dạ hạ huyệt còn gọi là hạ khoán nữa, thì sau khi thầy tụng kinh hạ huyệt xong thì sẽ mấy anh em sẽ tiến hành hạ huyệt của chú chị ha. Dạ nắng quá, nắng của chú chị mình ơi. Thì bây giờ đang có soạn các bàn hương án để tụng kinh hạ huyệt của chú chị mình. Giờ nắng lắm, giờ cứ vô trong mấy cái rạp nữa. Trong nắng. Không phải quỳ nổi.
thầy tụng kinh rồi. Nắng quá hả? Ôi nắng. Quá nắng. Chị cho mượn cái dù chị ơi. Chị cho mấy người này mượn cái dù đỡ đi. Bật lên đi, bật lên cho mượn đi. Còn cho người gái đó, người gái đó. À, phải có cái dù của chú nhờ. Tàn nữa cậu chú anh em này. Dạ. Rồi rồi. Nắng hồng đây hồng nắng. Quá nắng rồi. Rồi tay bên kia có cho anh em có của chú trên nè. À bên đây này có mình đứng đâu cái ca không đứng đây. Đúng rồi, này có. Giờ chuẩn bị hàng nguyên của chú anh em này. À, bên kia thì đang xuống a cái hầu. Còn lại là à, bên kia đây cũng hầu. À, còn bên đây thì à, đang kia xuống hàng nguyên. Đã tuyên thiện rồi, mọi người hai chục rồi, ba chục. Thì thấy bên kia đang có chuẩn bị là làm cái bàn hương nén xong rồi cũng tụng kinh xong hàng nguyệt cho cô chú chị ha. Dạ đang để bàn kia kìa. Dạ. Còn bên đây thì giờ bắt đầu chuẩn bị hàng nguyệt. Dạ. Có hàng nắng. À con số 1 để ghi hình đi xong cái quan kia ghi hình cũng ghi cũng giữ gìn rồi. Nắng quá nắng luôn. Cái thằng bãi nắng kia bằng nắng hàng mà chặn của chú chị mình đi. Nó nóng ghê lắm.
Cháu nội hả con? Rồi cháu nội đợi cái dạ. À hay vậy bây giờ à. À sẽ tự thằng Nguyệt nha cô chú chim nha. Dạ thì đến đây phòng số 1 con xin kết thúc clip với cô chú anh chị mình đây. Dạ thì cuối clip là phòng số 1. Xin chúc tất cả cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe thì may mắn thành công công việc ha. Dạ. Rất là mùa tháng.